Vào tối ngày 15 tháng 7, lực lượng chức năng thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể của bé trai 13 tuổi bị đuối nước tại đập nước giáp ranh giữa thành phố Tân Uyên và thành phố Thủ Dầu Một. Nạn nhân tử vong được xác định là bé HQK, 13 tuổi, quê Phú Thọ. Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, K cùng một số bạn rủ nhau đi tắm mưa tại khu vực hầm đất thuộc khu phố Bình Hòa 2, phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau đó, cả nhóm ra đập nước giáp ranh giữa phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên và phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một để tiếp tục tắm. Lúc này, Ca trèo lên lan can cầu để nhảy xuống đập, nhóm bạn của Ca nhìn thấy đã can ngăn nhưng không kịp. Ít phút sau, Ca bị đuối nước và mất tích. Vụ việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng địa phương. Sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Tân Uyên triển khai lực lượng đến hiện trường và phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm. Đến tối ngày 15 tháng 6, thi thể cháu Ca đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Được biết, cháu Ca từ tỉnh Phú Thọ vào Bình Dương để thăm mẹ được khoảng 10 ngày.